Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quân Thiếp TV. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ điều khiển chú cá đi ăn những chú cá khác để phát triển thành siêu to các bạn ơi. Đây này, đầu tiên vào thì chúng ta chỉ có một chú cá nhỏ bé màu vàng. Ở xung quanh rất là nhiều chú cá nhỏ bé màu vàng khác. Bây giờ thì mình sẽ điều khiển chú cá này đi ăn những con cá nhỏ hơn kia nha. Rồi, một chú này, hai chú nè, ba bốn chú nè, ngon, 5, 6, ui rồi nhiều quá, một đàn chú cá, một đàn cá vàng rất là nhiều luôn. Rồi đã quá màn các bạn ơi. Ở đây là những con cá này các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ phải ghép nó lại để trở thành những con cá to hơn nè. Đấy, thấy chưa, được một chú cá màu sắc rực rỡ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải mua những quả trứng và kết hợp vào. Đây, rồi. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Rất là nhiều trứng, bây giờ chúng ta kết hợp vào. Được một chú cá mới. Bà lây. Rồi, nhiệm vụ lần này là chúng ta sẽ phải ăn 75 chú cá con các bạn ơi. 0/75 kìa kìa. Ok, 0/75 để chúng ta có thể có tiền. Wow, được một cái ống thở các bạn ơi. Ngon. Ui, có cả, bây giờ có cả cá màu sắc. Wow, ông sao kìa, sao biển kìa. Ăn sao biển luôn, to chưa, quá là to đúng không? Rồi, lam châm, đây, không phải lam châm mà la bàn các bạn ạ, la bàn. Ui, con cá bảy màu sắc kìa, đẹp không? Wow, chú cá bảy màu sắc luôn. Ui, sao này, sao biển này chúng ta sẽ ăn. Ui, hom, được một hòm vàng hay hòm gì các bạn ơi? Rồi, đi sang đây xem, đây, ngôi sao nữa, chúng ta sẽ ăn ngôi sao. Ui, la bàn, nhanh lên, phóng ăn la bàn, rồi, đã ăn đủ tiêu chuẩn rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại có tiền đây, có 1,1k tiền này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mua này. Đấy, mở cái này ra. Không các bạn ơi, phải có thời gian mới mở được. Đây, chúng ta sẽ kết hợp vào và sản xuất ra những chú cá ngon. Đây nè các bạn ơi, thấy chưa. Đây, rồi lên. Wow, được một chú cá mới này. Bà lây, đi nào xem. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là ăn 115 con cá các bạn ạ. Rồi. Ok, đấy. Ui, ăn những cái ngôi sao kia được cộng 4 tiền luôn. Ui, con cá này to không? Không, mình không ăn được con cá to đấy. Rồi. Wow, ở dưới biển này. Đây là dưới biển, nó có cái móc thuyền các bạn ạ. Đấy, kìa, quá là to luôn. Rồi. Ui trời, mấy con cá xanh đỏ tím vàng, hồng lông đen trắng này. La bàn nè. Rồi, ngôi sao nè. Rồi, ông thở được cộng 6 điểm luôn các bạn ơi. Ui xuôi, một đàn luôn. Rồi, đã đạt tiêu chuẩn rồi các bạn ơi. Tiếp, mình đã có tiền và mình đã về mua cá nâng cấp. Đấy, nâng cấp lên. Rồi, wow, có tận 1k7 tiền, k4 tiền. Ui, rất là nhiều tiền. Rồi, chúng ta sẽ kết hợp vào. Đấy, ngon này, cánh đào luôn. Rồi, đây nè, vào đi, đúng rồi. Lên, rồi. Đây, các bạn ơi, nhìn đây, được một con cá mới, nhìn quá đẹp luôn. Ui dùi, bây giờ chúng ta sẽ, cái gì đây, ui dùi, hết tiền, phải xem quảng cáo nhưng mà mình không xem các bạn ạ. Ok, kết hợp vào, rồi, cái gì đây, là trứng, đây là những quả trứng nha các bạn ơi. Thôi hết tiền, rồi, kết hợp vào, đây, quả này lở ra, được rồi, chúng ta sẽ let go nào, đi thôi. Đi, lần này tận 144 điểm mi ấy. Ui, cá xanh này, cá vàng này, cá tím này. Được cái hòm này nữa này. Ăn cái hòm này nè. Rồi, ui, con cua này, cộng 6 điểm. Sao này, cộng 4 điểm. Rồi, đi nào. Cá của mình bơi ngoay cái đuôi các bạn ơi. Rồi, đi tiếp. Lên, lướt qua đây. Lướt. Rồi, đây. Ui, con cá to. Không, mình không ăn được con cá to đấy. Mình chỉ ăn được mấy con cá nhỏ này thôi. Đây. Nào. Vào đây. Ui, con cá tròn. Con cá tròn này mình ăn được, thấy chưa? Tròn xe. Nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn mình các bạn ạ. Đây, con tôm, con côn, con cua, con ốc này. Con ốc này thôi. Đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi. Ăn được một số tiền này, rất là nhiều luôn. 2k7 tiền rồi. Ok, chúng ta lại mua tiếp. Đấy, được hai cái hòm này các bạn ơi. Mở hòm này ra. Được tiền. Rồi, ngon. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ bán mấy cái con này đi các bạn ơi, để mà
lấy chỗ để mở mấy con cá to hơn ra. Nở ra rất là nhiều cá luôn. Cá luôn. Đây cá nè. Ui đấy nữa. Ngon. Kết hợp vào. Wow, được một chú cá này. Xanh kết hợp trắng các bạn ạ. Rồi đi thôi. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là ăn 170 để hầm. Con cua kia là nạn nhân đầu tiên. Con cá bảy sắc cầu vồng này sẽ là nạn nhân thứ hai. Rồi chúng ta sẽ đi. Con cua kia. Con ốc kia. Con ốc kia, đứng lại. Rồi phóng đi. Con cua này. Ngoạm con cua luôn. Rồi đi nào. Bên này. Đây. Con cá tròn. Ui, con cá này mình không ăn được các bạn ơi. Chạy. Rồi, đến gần đấy là nó ăn thịt mình đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ thu thập cái hòm này nữa. Rồi, ngon. Được mấy cái hòm này các bạn ạ. Đây. Ui, ở dưới này các bạn ơi. Ở dưới có cái xác thuyền này. Nắm thuyền đấy nên là lâu ngày nó tự phân hủy. Nó bành nhá. Ui, đầy nữa. Ui, rất là nhiều luôn. Mấy cái thuyền luôn. Ui, con cá bảy sắc này đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Lấp lánh ánh sáng luôn. Rồi, lại hoàn thành rồi. Ok. Bây giờ là rất là nhiều tiền luôn. Rồi, kết hợp vào. Đây nữa. Rồi. Ôi, ngon. Chúng ta sẽ mua và chúng ta để đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào để mà làm nhiệm vụ xong thì khi ra là hết thời gian là vừa các bạn ơi. Rồi, chạy. Tiếp tục đi nào. Đây rồi, ngon. Lên. Qua cái chai, lướt vào con cua. Ôi trời, đây con cua nữa. Con cua này. Đâu. À, con cá tròn này. Ui, la bàn nè. Ui, la bàn được cộng 6 điểm luôn các bạn ơi. Qua cái chai kia chỉ được cộng có 4 điểm thôi, hơi ít các bạn ạ. Đây, con ốc này cộng 6 điểm luôn. Quá ngon, món này cách đạp. Rồi. Xui, lướt. Nào, tránh ra cho anh đi nào. Đây. Các chú đứng đấy. Các chú đứng đấy thì sẽ bị anh ăn thịt thôi. Nào, đây. Rồi, hoàn thành rồi. Bây giờ thì đã hết thời gian và chúng ta sẽ mở open lên này các bạn ơi. Tiền. Rồi, đây nữa. Ngon. Được 765 đồng tiền các bạn ơi. Kết hợp vào. Rồi, kết hợp tiếp lên. Lên em ơi, lên. Rồi. Lên rồi. Được cái gì đây? Wow! Được một con rùa các bạn ơi. Ngon anh luôn. Rồi ôi. Phê như con TT ấy. Rồi, let's go. Đi nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ điều khiển rùa đi. Wow, lần này chỉ phải ăn có 50 điểm thôi. Thế thôi nên là hơi ít các bạn ạ. Dễ qua màn. Nào, đi thôi. Bơi. Bèn. Ui, nhưng mà chú rùa này to quá nên là bơi hơi chậm các bạn ạ. Đấy. Rồi, xong phim các bạn ơi. Đã hoàn thành. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã chơi một trò. Trong đó mình sẽ tiến hóa chú cá lên thành một chú rùa siêu to các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.